Đây, sau đây mình sẽ quay cho anh em cá nêu hoàng đế nha. Nhưng mà cá này thì phải nuôi khá là lâu mới được cái size đẹp như này. Đây là bể của cô em mình, cá nuôi từ cuối năm ngoái, nay là khoảng tầm gần 2 tuổi rồi. Màu sắc lên rất là đẹp, đây là cá trống này. Đây, mọi người thấy có cái viền vàng ở dưới bụng rất là rõ ràng. Đây, con cá mái thì sẽ như bé này, màu sẽ nhạt hơn. Đấy, trong bể này còn có cả, đây là cá trầm Galaxy này. Bể rất là đẹp. Trong bể chủ yếu là cá neon kim cương này, neon hoàng đế này, với mún lửa này, với cả châm galaxy và cầu vồng nắng vàng. Còn ở dưới đáy thì là mix với long fin 24K và long fin bell và Giuseppe. Đây là long fin bell mọi người nha. Bé này thì mình bán cho ông em này cũng tầm 1 năm rồi. Đây là cá chuột lưu bát này, rất là to luôn. Nếu hồi sai bán thì chỉ khoảng tầm xíu xíu này. Bạn nhìn bể nó đẹp không? Bể rất là nét luôn. Các cái cây màu đỏ đỏ mọi người nhìn nhá, thì đây là cây này là bu xép này. Đấy, bu xép là rất là đắt. Giờ khoảng bao tiền bụi em? Bu xép là khoảng bao tiền bụi bây giờ này? Như cái kiểu một bụi này của em này. Dạ. 3-400. 3%. Cái đợt Còn cái bụi này 1 triệu. Này, dương dương sỉ Châu Phi luôn xem. châu Phi luồn xòe. Nó mới là kim đắt nhất trong dương sỉ à? Con này là Xiaomi Taiwan này. Còn mấy cái thằng bu xếp mà nó bé bé này này. Đấy là phân tung mấy mà Bẻ đắt siêu bán đẹp luôn. hơn là chỉ mấy cái hàng Vito với lại khác 1 mét bao nhiêu nhỉ? Mét một mét 50-50. đẹp nhỉ. Nhiều người có tiền nhưng mà không làm được cái bể như này. Biết chơi mới làm được. Giữ được long phin này ở đỉnh cao luôn. Bình thường long phin mới gọi long phin bèo rất là Cần cho yếu. nó chui ra. À, còn có tép nữa. Chuyên làm chân kệ bể cá, chân kệ và bể cá các thứ. Nếu bạn nào mà có nhu cầu mà làm chân kệ bể cá thì ở Hà Nội nhé, thì bạn có thể tìm Facebook là Trung Ruồi hoặc Phạm Thành Trung. Tí mình sẽ để link ở dưới phần mô tả ở trong video. Thực ra clip này mình chỉ đến mình quay cái bể với cả cá là chính thôi. Nêu hoàng đế quá đẹp luôn. Hồi bắt đã làm gì được như này nhỉ? Đấy, vừa cho ăn bắt đầu đội long fin với cả long fin bèo các thứ mới chạy ra này. Cả chuột banda này. Đấy, đây là cầu vồng nắng vàng này. Ăn rất đa dạng này, cả ate nữa này. Cái bụi bụi này là artemia nhé. Cho bạn nào không biết thì là artemia. Đấy, long phin này rất là to luôn. Sai tẻ đấy. Nhưng mà hơi hơi còi. Ở bể này thì chỉ cho ăn mức độ vừa phải, không phải là vỗ để sinh sản như là các trang trại. Nó rất là đẹp luôn. Đẹp nhỉ, con bèo luôn dụng về đẹp. Có con beo ở tận chứ không còn.
Có 3 con beo à? À đâu, con cái gì nhỉ? Con eo eo bao nhiêu? À, Trước Blacko. Ừ, đợt ừ, trước có, Blacko. đợt trước có mua con Blacko nữa. Không biết đâu là nó chúi. Đàn long phin đẹp nhỉ. Mà cái bẻ nó ổn định rồi. Đàn Thành trâu ra chắc là là thả cá nó rất là khỏe. Chứ còn như bình thường long phin để thả đây năm ông thằng đấy đeo ngu năm con thì phải chết khoảng tầm ba con. cái cá đây toàn lấy của anh ấy. Đấy, các bạn nhìn này, cá xòe rất là đẹp. Em Trung này chơi rất là đẳng cấp luôn. Mình bán cá thật nhưng mà mình không không có kỹ thuật mà mình làm cái bể đẹp như này với giữ được cá khỏe như này. Hồi thả bé tí nghĩ đâu đẹp này. Đây kia là chuột lếu bát này. Đây là tép Pha Rét này. Bẻ đây, đây không bẻ. Cho các bạn nhìn lại một lần siêu phẩm này. Các bạn nhìn hệ thống lọc này. Đấy, lọc này, CO2 này, bộ trộn CO2 này, lọc phụ này. Rất rất là cầu kỳ. Ở dưới ở trên thì là dùng đèn Netly này. AT5C90 Pro. Tổng chi phí con này ngày trước hồi mà em mình mới làm, mình ngồi mình tính sơ sơ rồi cũng phải tầm 3 40 triệu rồi. Chưa tính đến lúc mà cá với cây rồi các thứ rất là tốn kém. Đây riêng hai con này 6,4 rồi. Đây sang bể với ấy Ủa, hai vi này đắt thế tô à? À, đây là chỗ em đây mình ươm giấy đây. đấy đây Thái ở vi tô Đức. Đây là giấy Vinto này. Nhìn cây thở, quay cây thở đấy. Chỉ có đèn này có thể đánh ra cây thở. À. Ừ, đây đây đang thở đây. Để mình quay sát cho mọi người xem nhé. Cây đang thở này. Đấy. Cái lá bên này thở dây dài này. Ấy. Nhìn thấy không? Nhìn này. Đây đang thở như điên này. Đây là, đây là, đây là, đây là. Rồi rồi, thấy rồi, thấy rồi. Máy máy điện thoại này nó hơi kém tí. Đấy, riêng hai con đèn này 6,4. Đây còn một bể bonsai. Đấy, bạn nào có nhu cầu lấy liền Đây, bên bạn này nào bán có luôn. nhu cầu mà mua luôn bể bonsai này thì em mình sẵn luôn này. Bể đã ươm rất là đẹp. Ươm rêu Ủa đây mini. rồi, nuôi cá không là chết. Đây cá neon hoàng đế, Neon hoàng đế kim cương và hay vui luôn. neon kim cương và neon xanh. Đây là nền nó mini fit này. 8 bonsai đẹp này. Con bể này cũng đẹp. Đây con đèn Bể này là kích thước 60 đúng không? sáu bốn đúng không? 60, 40, 40. Đây luôn, đây đọc đầy đủ phụ kiện Còn đèn kể cả lắm. bạn nào mà có nhu cầu mà setup cũng được thì các bạn có thể liên hệ này. Em Trung này làm rất là đẹp. Từng thi công rất nhiều bể ở Hà Nội. Đấy, bể Còn đi đây là bán rồi này. bể đẻ ban này, bể nhỏ này. Đấy, chạy lọc thác bé thôi. Trồng giấy với Xiaomi Taiwan. Đây là dưỡng xỉ. Dương sỉ, dưới là neon vua với cả neon kim cương. Rất là ưng. Đẹp nhỉ. Ly Nhìn đơn ui giản. Vậy nhìn cho đẹp đắt thế. triệu Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau nhé. Đây là clip đầu tiên mình quay khi mà được ông anh mình tặng cho cái mic. Đấy, các bạn nếu mà cần làm bể thì có gì cứ liên hệ mình hoặc là cái Facebook mà mình để ở dưới phần mô tả của video nhé.